trời, đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí thế.
buồn vui trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù cuộc đời còn biết bao xa vời, dù đi đâu hãy nhớ quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp thôn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê. Ôi bao nhiêu cái Tết tuổi thơ đã xa rồi. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về, nơi mẹ ru ngày thơ đưa con vào với giấc mơ. Bước trên đường để nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Cả tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Đang đến từ mùa xuân, cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy cả con về bên. Cả tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Còn mong những chiếc xe mang về vui cùng đàn con xa trở về đón xuân đoàn viên. Dạ alo, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nha thầy mẹ. Thôi con cúp máy nha. Bye bye mẹ. Dạ. Yeah, bây giờ tụi mình cùng xách ba lô lên trở về, để tặng cho mẹ một niềm thật bất ngờ nha ha. Ok. Let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi, thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa, ngồi nhìn giờ trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh đều bồi hồi rất muốn nhanh. Chuyện của mình trong nắng, tôi muốn kể hơn bao giờ hết. Kể rằng mình đã sống yêu đơn thế nào, không chuyến nào bằng từ chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Ta sẽ là những người chuyển qua biết bao nhiêu khó khăn. Trên là nàng thì qua cơn sóng không khí thật trong lành. Một năm vừa qua bố mẹ nơi xứ lạ dù vất vả, nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trông ngóng từng bóng con trở về. Từ nhiều thứ buồn bề, những thứ vắng nghe nên là một điều không thể. Nên tiếp cho con thứ sức mạnh là thứ năng lượng thật trẻ trẻ, nên con sẽ luôn trở về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du, nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Mẹ đừng như cuộc phiêu du, những chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa.
Vậy mà nói không về. Mẹ. Mẹ ơi, con cũng về luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha. Một tràng hô tay cho. Còn vẫn một mình nơi đây chờ.
trời phơi. Sao thời này nhà mình xa vui, chắc em ba em từ đã lớn, cuộc nấu bánh trưng vây quanh bếp hồng, con vẫn một mình nơi đây một mình. Mai đâu đừng khóc nơi trong mắt con chúng không mơ. Phố thì đèn kết hoa, chẳng nơi đâu bằng nhà ta. Xuân này chẳng có con, mẹ đừng khóc nhé mẹ của xin. Sẽ về một ngày giấc mơ của con đã ngày giấc mơ trong bàn tay
nắng mai còn long lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương. Tim khát khao hạnh phúc bên gia đình, cùng trao phút giây nồng nàn. Forever, mãi mãi em như lời ru của mẹ. Khi con lớn, trong tim con mãi. Con giấc mơ dịu êm, forever yêu thương đắm say ngọt ngào. Forever bên nhau hạnh phúc ngập lòng lanh giọt sương trong đôi mắt, cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười. Giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương. Xuân qua để tôi chờ.
đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Gặp may gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi vòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Đỉnh sông Ca Nhí vòng chinh phục chủ đề dân ca và bolero. Đây sẽ là một vòng thi đặc biệt khi không có bất kỳ cặp thí sinh nào bị loại, và đó sẽ là cơ hội để các thí sinh có thể thoải mái phô diễn giọng hát và kỹ năng trình diễn của mình. Ngọt ngào, quá tròn trịa, thêm câu nữa quá dễ thương, chuẩn. Con có một cái giọng hát quá mạnh, quá khỏe lên. Anh khóc là vì hai cháu làm quá tốt. Những giọng ca ngọt ngào sâu lắng, những vườn trình diễn bùng nổ thăng hoa, tất cả sẽ cùng nhau hòa quyện để tạo nên những tuyệt phẩm đỉnh cao trên sân khấu. Đó cũng là những tặng phẩm âm nhạc đầy ý nghĩa của các thí sinh dành tặng cho các huấn luyện viên và tất cả khán giả đã và đang theo dõi chương trình. Và sau đây sẽ là tiết mục mở màn với sự kết hợp đầy bất ngờ của Quách Phú Thành, quái vua chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 1 và MC Nhí tài năng của chương trình, MC Bảo Ngọc. Biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài.
tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nó con đò đã phai còn đâu, liều tranh dánh lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lắng biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không bên câu họ buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy vì chúng ta vừa đến với phần thể hiện của hai bạn nhỏ rất dễ thương trong ca khúc Ru Lại Câu Hò, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Đây là MC nhí của chương trình Bảo Ngọc và đây là quán quân của chương trình Thử Tài Siêu Nhí Quách Phú Thành. Xin chào hai bạn. Dạ con chào chú Khang. Dạ tuyệt đỉnh song ca nhí. Rất là dễ thương và đồng thanh đúng không ạ? Thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là với những sân chơi âm nhạc nhí trên thế này đã giúp phát hiện, đào tạo ra những tài năng nhí. Và các bạn của chúng ta đã thể hiện được năng khiếu của mình trên sân khấu. Và ngày hôm nay thì rất là tình cờ thì Nguyên Khang lại thấy có một sự kết đôi rất là đẹp đôi. Đó chính là Quách Phú Thành cùng với Bảo Ngọc. Quách Phú Thành, con có thể chia sẻ là làm thế nào để giúp cho con có thể tự tin, thoải mái khi biểu diễn lên trên sân khấu được không?
Dạ con thì con thường hít thở 3 lần để con giảm bớt đi sự run. Thì con thường ra sân khấu con run dữ lắm. Vậy hả? Dạ. Sao chú Khang không hỏi con? Thôi thôi khỏi phải hỏi con. Tại vì con có một bài duy nhất à. Trước khi bước ra sân khấu các bạn phải hít vào thở ra, hít vào thở ra. Con làm từ tập 1 cho đến tập 6 của chương trình có một phương pháp duy nhất rồi đó. Giận chú Khang luôn. Vâng thưa quý vị, chúng ta thấy là cô bạn nhỏ của chúng ta rất là dễ thương khi kết hợp ăn ý với Quách Hữu Thành. Và hy vọng là các con sẽ tập luyện nhiều hơn để ngày càng tỏa sáng hơn nữa nha. Cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn Quách Hữu Thành. Cảm ơn chú. Đó, hôm nay cô bạn dẫn của Nguyên Khang rất là dễ thương, mặc áo bà ba quay vòng coi. Rồi, bây giờ sẵn sàng nhận chương trình chưa? Dạ rồi. Rồi, Nguyên Khang. Dạ, Bảo Ngọc. Xin chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh sông ca nhí. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón 6 vị huấn luyện viên của ngày hôm nay. Ưu tiên cho Bảo Ngọc giới thiệu trước, xin mời. Đầu tiên, xin chào mừng nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đan Trang. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Và cuối cùng đó chính là nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Bây giờ mình giao lưu một tí đi. Hôm nay con thấy các vị huấn luyện viên trông thế nào nè, mặc đồ sao nè. Đầu tiên là con thấy cặp đôi của nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đăng Trang. Dạ thưa chú, là con thấy giờ chú Thanh Bạch và cô Đan Trang đều mặc là tông màu tím hết á chú. Trời đúng rồi, tím quá, nhìn rất là đẹp đúng không? Dạ. À mà con thấy cô Đan Trang có gì đặc biệt không? Dạ ở trên cổ cô Đan Trang có đeo một cái kiềng, có một cái cục ngọc rất là bự. Không con ơi, đó là kim cương đó con, kim cương đó. Lần đầu tiên mà con thấy cô Đan Trang mặc áo dài nha. Ồ, để ý dạ. Rất là kỹ đúng không quý vị? Con từ... ơi con, mấy lần trước thì con thấy cô Đan Trang mặc cái gì? Đó chú Đại Nghĩa canh để hại cô không hà. Thôi cô để cô khai luôn, để cô khai luôn. Hôm nay lần đầu tiên cô bỏ mùng mền ở nhà và cô áo dài vậy đi. Dạ, một tràng hóa tay cho sự duyên dáng của nữ ca sĩ Đan Trang. Hôm nay nhìn rất Huế đúng không ạ? Nhưng mà đẹp kì... không con? Đẹp, con Bảo Ngọc thấy đẹp không? Dạ con thấy là không đẹp mà phải là rất là đẹp luôn. Ôi, cô cảm ơn con. Rồi bây giờ con thấy là gia đình cặp đôi của nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly làm sao nè? Dạ con thấy chú Đại Nghĩa và cô Cẩm Ly đều mặc toàn là tông đỏ không à? Đỏ với đen à. Mà con thấy chú Đại Nghĩa có gì lạ không? Dạ con thấy chú Đại Nghĩa mặc đồ giống đi đánh võ quá. Đấy mới là điều đặc biệt. Không biết là thưa võ sư Đại Nghĩa có thể làm vài đường quyền cho tụi em lát mắt chơi được không? Không có biết quánh võ. Vậy thì với cặp đôi thứ ba là nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ thì Bảo Ngọc thấy làm sao? Dạ đầu tiên là cô Thu Trang thì cô Thu Trang mặc một bộ đồ rất là chói lá, chói ló cả mắt con luôn. Thế còn chú Dương Triệu Vũ thì sao nè? Dạ chú Dương Triệu Vũ thì mặc đồ toàn là bướm với lại ong không à. Mà chưa kể cái đôi giày của chú còn lấp la lấp lánh chiếu chiếu nữa đúng không ạ? Dạ. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì các vị giám khảo của chúng ta rất là nổi bật, bởi vì cả ba cặp huấn luyện viên của chúng ta sẽ cùng đến với một đêm với chủ đề là dân ca và bolero. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì với vòng chinh phục 2 thì các thí sinh của chúng ta chỉ còn có 3 cặp đôi cho mỗi một đội và các bạn sẽ phải trình diễn trên sân khấu. Và sau phần trình diễn của các bạn thì ban giám khảo sẽ nhận xét và đưa ra những cái lời góp ý để giúp cho các bạn của chúng ta hoàn thiện hơn. Có điều đặc biệt gì trong cái đêm này không Bảo Ngọc? Dạ con nhắc các bạn là vòng này á, các bạn cứ thoải mái trình diễn đi, là vòng này không có bị lỗi đâu. Tiết mục đầu tiên xin được phép bắt đầu. Thank you.
Chúng ta vừa đến với một ca khúc rất vui tươi, rất sôi động. Nguyễn Khang xin phép được mời huấn luyện viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Cẩm Ly chúng ta thị phạm một chút. Bây giờ hai em hát lại cái điệu nhảy cha-cha-cha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điệu cha-cha-cha của huấn luyện viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Cẩm Ly. Và chúng tôi xin phép mời hai gia đình còn lại chúng ta gánh lúa minh họa cho tiết mục này. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt nương lúa tình quê thêm đậm đà. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ rào xanh cô gái hát em, tầm mái chính người anh dâng mẹ hiền. Lòng dạ thêm hơi ấm khi chiều lên, chân bên nhánh lúa vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thang, vài cô gái nhà to vui chuyện trò. Đường về thôn đi vui dân đây đó, đường về thôn đi vui dân đó đây. Yeah. Cảm ơn huấn luyện viên. Lần đầu tiên mà em thấy gánh lúa mà nó sơm tụ vậy đó. Dạ thưa quý vị lần đầu tiên quý vị thấy đây. Đây không chỉ là hội gánh lúa mà đây là vũ hội cầu mưa kết hợp với vụ mùa bội thu. Anh nói là mấy cái lần trước là tụi em chủ yếu là hát rock không, rồi hát một cái bài mà về hai em bé lang thang. Lần đầu tiên mà em chuyển qua hát cái dòng nhạc dân ca này thì hai em thấy như sao? Dạ lúc đầu thì khi nhận bài là tụi em cảm thấy rất là bất ngờ. Nhưng mà tụi em coi đó như là một món quà mà chương trình đã gửi cho tụi em. Và hơn thế nữa là huấn luyện viên của tụi em đã huấn luyện tụi em rất là nhiệt tình. Và tụi em cảm thấy rất là tự tin trong cái tiết mục này. Nhưng mà hồi nãy thì anh muốn hỏi Thủy Tiên, em thấy là huấn luyện viên của mình nhảy cha 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 đồng quê vậy được không? Dạ được. Được không em? Em thấy là anh Nghĩa nhảy đẹp hay là chị Ly nhảy đẹp? Dạ cả hai người ạ. Cả hai nhảy đẹp đúng không? Trời ơi, hỏi nhầm cô gái, tôi đương nhiên nó phải ca tụng ba má đó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên xin mời gia đình của huấn luyện viên Vũ Trang. Có lẽ là do là đây là cái lần đầu tiên tụi con hát cái bài không phải sở trường tụi con là rock. Cho nên là cô thấy bên Thủy Tiên á có chút xíu gì đó không tự tin lắm. Lúc mà hát rock á rất là bùng cháy sân khấu, trong người đầy nội lực lửa rất là lớn. Nhưng mà hôm nay thì lửa đâu mất tiêu hết trơn rồi. Không, xin đính chánh lại liền. Đây là ý đồ của hai huấn luyện viên. Em biết không, tại vì á người ta nói nguyên tắc cân đối là âm dương. Thì một cô thì rất là hướng ngoại, còn một cô thì hướng nội, làm cho nó cân bằng trở lại, như vậy nó mới hay đó, phải không quý vị? Không, cái này em chỉ nhắc bé là mình nên tự tin thêm một chút xíu nữa thì cái tiết mục của con nó sẽ hoàn hảo hơn. Tại vì cô bắt gặp đâu đó những cái ánh mắt của con nó không tự tin lắm. Lúc mà không biết là con có thuộc bài hay sao đó mà con nhảy, con cũng không có tự tin với lại những cái bài nhảy của con nữa. Cho nên cô thấy điều đó, cô chỉ nhắc con chút xíu vậy thôi. Trong thực tế thì tại vì một cái mic hai người hát, nhưng hai cái mic hai cái độ lớn nó không có giống nhau. Về cái đó là cái độ hút của cái âm thanh của phía bên Mỹ á, nó mạnh hơn, nghe ở đây nó to hơn, của Thủy Tiên của con nó bé hơn. Con có cảm nhận như vậy trên sân khấu đúng không? Đó, chính cái điều đó làm cho bé bị rớt một chút xíu sự tự tin, em hiểu không? À anh Bạch ơi, này là con bên này hay bên kia? Bên này người ta chưa, con anh mà, cái này con anh. Phản anh gì hết mà con anh nói quá vậy. Mấy bữa anh Bạch có giành nhưng mà bị thất bại. Đúng đó, giành mà không được đó. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Đó thì hai con rõ ràng là hai cô gái ở thành phố, rồi lâu lâu hè đồ về quê chơi, rồi thử ra ruộng gánh lúa. Cho nên con cầm cái gánh mà cái tay con nó ngược, mà mấy người mà người ta hay gánh người ta thấy thương lắm luôn á. Tại vì con phải hát nữa. Cái sức
cái trọng tâm của mình nó bị thay đổi ngay tức khắc khi cái vật nặng nó trên vai, thành ra là tụi con phải bị khống chế cho nó không có lật cái quan gánh của mình đi, mà phải hát đúng nhịp nữa. Nhưng mà điều này đối với tụi con đã cố gắng hết sức mình để vượt qua. Và tụi con lúc đầu á, chú thấy á, là vũ đoàn múa quá đẹp, làm tụi con bị lép đẩy cái nón lá lên, lúc chú biết là trời ơi các cái bé này làm sao đây. Nhưng tụi con không, tụi con có cái sức mạnh nội lực của mình và sự chú ý gom hết về hai đứa con á, giảm hẳn đi cái sự chú ý về bên phía vũ đoàn phía sau. Và cái điều đó không có đơn giản là tụi con đã có một cái bản lĩnh nào đó để có thể giữ được sự chú ý của khán giả qua cái bài hát mà không phải là thuận điểm của mình nữa. Dạ con cảm ơn chú. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch. Dạ, nói về cái khả năng gánh lúa thì phải khen chị Đoan Trang. Nó nặng như vậy mà chị có thể gánh hết nguyên một bài. Chị đi từ bờ đông sang bờ tây, bờ bắc sang bờ nam mà chị vẫn có thể cười rất là tươi. Xin múa mời chị không, nhận xét. Múa không, không có hát. Dạ hả? Chị dạ. Múa không à, không có hát cho nên mới được vậy đó. Bởi vậy giờ nói đâu nổi. Không thì cô cũng giống như các cô chú thôi. Cái cô khen tụi con đó là mình xưa giờ không có hát cái thể loại nhạc này, nhưng mà chương trình đã làm nên cái tập này là tụi con được tập luyện hát dân ca, bolero, hát những bài tiền chiến nữa để tụi con hiểu hơn. Thì vòng này hơn một cái là cũng không có loại. Cho nên cô thấy là nếu tụi con học được một cái gì nữa mới là cái đó là các cô chú rất là vui cho tụi con rồi. Chúc mừng con. Dạ con cảm ơn cô. Dạ bây giờ thì xin mời gia đình ba mẹ ruột chia sẻ về hai đứa con thân yêu của mình. Cô với chú đưa ra cho con một cái thử thách mà chú nghĩ rằng là ban đầu chắc có lẽ hai con sẽ không thể vượt qua. Bởi vì cái sự bùng nổ của hai con nó chỉ nằm ở một cái phạm vi nhạc rock như chúng ta đã biết từ đầu chương trình đến bây giờ. Nhưng mà tại sao ở một cái sân chơi âm nhạc như thế này mà mình lại không được quyền thử thách, đúng không? Mình sẽ phải trải nghiệm qua nhiều những cái thể loại, những dòng nhạc, những bài hát khác nhau. Sau này các con lớn lên, các con đi theo làm cái con đường ca sĩ chuyên nghiệp, có thể hát rock cũng được, hát trữ tình cũng được, hát bolero cũng được, mình sẽ rất là rộng xài. Nhưng mà dĩ nhiên cái chuyên môn của mình, cái sở trường của mình nằm ở đâu thì mình sẽ phải phát huy nó tối đa. Nhưng mà ở tất cả những cái thể loại âm nhạc khác mình cũng cần phải biết. Chú Nghĩa nói ví dụ như cô Ly đây, bây giờ thì chúng ta cứ biết rằng cô Ly, cô Tư là cái người chuyên hát dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc dân ca quê hương. Nhưng mà trước đây cô Ly cũng đã từng hát những dòng nhạc trẻ, những dòng nhạc sôi động. Quậy cho nên lắm luôn á. Cô Ly có thể hiểu tất cả những điều đó mà trao truyền lại cho con. Nếu như các con mà biết ngày xưa cô Ly với cô Minh Tuyết cái thời mà hát chung với nhau. Bùng cháy sân khấu luôn, giống như các con ở cái sở trường hát rock của mình vậy đó. Đó, cho nên là chú với cô cũng muốn rằng các con được trải nghiệm qua nhiều cái thể loại như vậy để làm một cái hành trang cần thiết cho mình. Còn những cái điều mà các cô chú đã nhắc nhở, các con hãy nhớ lấy và đừng bao giờ mình để mình phạm phải những cái sai lầm như vậy nữa các con ha. Còn ngày hôm nay các con đã làm rất tốt rồi. Chúc mừng hai con gái của chú. Dạ, con cảm ơn huấn luyện viên Đại Nghĩa. Và bây giờ xin mời nữ ca sĩ Phố Hoa chia sẻ. Ở đây là cô vui là bởi vì tất cả các huấn luyện viên đều nhìn thấy là bài hát này không phải là sở trường của các con. Nhưng hôm nay các con làm rất là tốt đó. Và cô thích ở cái tinh thần tụi con làm trong bài này. Nó tươi, nó là một cái màu sắc của đúng cái độ tuổi của mình. Tinh thần rất là tươi vui của những đứa trẻ. Và một cái mà cô muốn tụi con nên nhớ đó là giữ vững cái tinh thần khi bước lên sân khấu. Giống như hôm nay là cái đêm không có loại, cho nên là có lẽ là cái áp lực tâm lý nó không có nhiều. Tụi con rất là thoải mái, cho nên trên cái gương mặt nó thể hiện rất là nhiều. Đó là ở chỗ Mỹ. Chính vì con quá tươi, con quá lạc quan, cho nên là cô Thu Trang mới cảm thấy là Tiên, con không được thoải mái. Chứ thật ra hôm nay con cũng rất là dễ thương, tại vì không có bùng nổ, bùng phát như những cái lúc mà con hát nhạc kia. Nhưng mà nó vẫn duyên dáng trong bài hát này. Và khi tập thì công nhận là rất là khó, khó lắm đối với các con. Nhưng mà hôm nay thì cô cảm thấy rất là tự hào khi hai đứa có một tiết mục rất là hoàn hảo như thế này. Chúc mừng các con. Chúc mừng. Là hết người ơi.
tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian đỡ vui trốn tuổi học trò. Người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Hôm nay dễ thương quá, kiếm đâu ra cặp kiếm. Đã vậy mái tóc còn dài thước tha như hai cô cậu học sinh cấp 3 vậy chứ ai có biết đâu. Đâu, mới... cấp 3 cái gì, đây là thầy giáo và cô giáo. Họ gặp lại nhau và họ nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ học chung trường. Hiểu chưa, đó là cô và thầy gặp nhau. Chúng em chào cô thầy. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét đầu tiên. Xin mời cô Cẩm Ly. Câu thôi à. Quá ngọt ngào. Vậy thôi à, cô Cẩm Ly nói vậy thôi. Quá ngọt rồi, hát cô, gì là quá ngọt là ngon cô rồi. Cô Cẩm Ly là hơi khó tính mà hôm nay cô chỉ nói con câu quá ngọt ngào là mình 10 điểm rồi đó. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại huấn luyện viên Đại Nghĩa. Thêm câu nữa quá dễ thương hết. Cảm ơn chú. Thank you, hàng thêm song. Câu nha. Cô Trang. Thêm câu quá tròn trịa. Xin mời huấn luyện viên Thanh Bạch. Bài nổi Buồn Hoa Phượng đã đưa tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền quảng bá đến quảng đại quần chúng. Mà cái thời đó các con biết không, chỉ có radio thôi, còn truyền hình thì sau đó đến thập niên 60 mới có truyền hình trắng đen. Đó thì đầu tiên người ta sẽ nghe qua đài phát thanh, rồi đến băng cassette, vân vân. Thì đây là những cái ca khúc của những cái thời mà người ta nghe nhiều hơn là nhìn như ngày nay đó. Và ca sĩ Thanh Tuyền từ đó được yêu mến và đóng dấu cái tên bài hát này đã đi đôi với tất cả những thế hệ học trò của cô, của chú và của nhiều thế hệ khác cho đến ngày nay. Mỗi khi hè về là bài hát này, là bài hát kỷ niệm. Một người nào đó trong lớp hát là cả lớp nhớ về cái kỷ niệm xưa của mình. Cô chú hàng năm ở cái lớp hồi cấp 3 đó vẫn gặp nhau. Và tụi chú là cũng rắc mắc lắm, cô giáo cũng còn ngồi đó đóng vai cô giáo, còn cô chú thì đóng vai học trò như mình còn nhỏ đó. Rồi cô giáo cũng đứng lên giảng bài, cô giảng vài câu cô khóc, học trò giơ tay lên trả lời xong cũng khóc, bởi vì đang sống lại cái kỷ niệm của mình. Thì ở đây á, tụi con có thể cái cảm xúc của bài hát của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà cái giọng miền Bắc của tụi con mà bẻ theo kiểu tiếng Bắc mà cái âm Nam á, thì cái điều này nó rất là khó trong nhạc bolero. Và cái sự thành công của ca sĩ miền Bắc rất là ít đối với dòng nhạc này, bởi vì mặc dù phát âm đúng nhưng mà ngọt và tròn và chỉnh là cái điều rất là khó để
truyền đạt cảm xúc. Thí dụ như con gái, con hát có những chữ thì rất là ngọt nhưng mà vẫn còn những cái âm hưởng rất là chuẩn của tiếng Bắc. Khi mà phát âm tiếng Bắc thì ca sĩ người Nam vẫn có cách làm cho nó mềm đi và vẫn nghe là chuẩn tiếng Bắc, nhưng mà cái cảm xúc nó sẽ đầy hơn. Và nếu con chú ý thêm một chút nữa thôi, con đạt 99,9% rồi thì 0,1 nó chẳng là cái gì đối với con hết, đúng không? Cảm cả hai chú đứa đều có như vậy hết. Chúc mừng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ từ gia đình Vũ Trang. Cô Trang cũng có cái cảm xúc giống như là chú Thanh Bạch vậy đó. Khi mà nghe cái bài hát này của hai con hát á, tự nhiên mình cũng bồi hồi, mình xúc động. Mình nhớ lại cái thời học sinh của cô Trang đồ, bạn bè sao, cô giáo sao. Rất là nhớ cái khoảng thời gian đó, mỗi khi nghỉ hè là mỗi đứa truyền tay nhau cái cuốn lưu bút, rồi ghi vô trong đó, rồi hoặc là dán hình mình vô trong đó, cứ truyền tay nhau vậy cái cuốn lưu bút đó. Thì rất là xúc động. Xúc động. Nói chung á là cái tiết mục này cô Trang cũng tiếp theo lời của một câu của cô Cẩm Ly, chú Nghĩa, cô Đoan Trang, chú Thanh Bạch là chuẩn. Cảm ơn chú. Quá hay. Nhưng mà hồi xưa cô Trang có hay hát cái bài Nỗi Buồn Hoa Phượng không? Dạ. Thật sự thì có hát chứ. Tại hồi lúc mà học sinh thì mấy bài này mình thuộc. Mình bình thường nghỉ hè mình lại nhớ mình muốn đi học đúng không? Dạ. Vâng. Xin mời huấn luyện viên Dương Triều Vũ. Vũ có một cái kỷ niệm với bài hát này một cách rất là dễ sợ, là tại vì khi mà Vũ lựa bài này cho hai cháu, lúc đó Vũ đang bay ở trên trời. Lúc đó Vũ đang bay từ Tokyo bay qua Mỹ, và ở trên đó thì nó có wifi, cho nên là mình đang lựa bài cho các cháu thì không biết phải lựa bài gì, là tại vì sau một cái tiết mục đương đại của hai cháu hát bài Bà Tôi thì nói chung là cái thể loại gì hai cháu cũng có thể làm được hết, cho nên phải đấu trí để lựa một cái gì đó nó thật là gần gũi, thật giản dị nhưng mà nghe là phải vỗ tay liền. Thì Vũ nghĩ là ngay lúc Vũ đang bay ở trên vòng vòng ở trên Bắc Cực thì Vũ nghĩ liên khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng. Thì lúc đó là Vũ đã nhắn tin cho ở dưới mặt đất. Từ trên trời nhắn tin xuống mặt đất là nhắn với Vĩnh, chú nói là con hát được bài Nỗi Buồn Hoa Phượng hay không. Thì cháu nói là được. Thì Vũ mới nói là vậy con nói với Quỳnh Anh luôn là hai đứa hát bài này cho chú nhé. Và thật sự là chú không nghĩ là hai đứa có thể truyền tải cái bài này hay đến như vậy. Viên em đã lựa cái bài mà để em không có bị, không dính tới quê hương, không dính tới cha mẹ, để mà không khóc. Nhưng mà khi nhưng mà cái mà này em dính nghe, tới thời học sinh của anh. Em nghe, không, anh khóc không phải là vì anh, nhưng anh khóc là vì hai cháu làm quá tốt. Hai con làm chú hãnh diện và chú cảm thấy tự hào. Rất là tự hào khi những gì mà chú đưa ra, hai con đều làm một cách trọn vẹn và tuyệt vời như vậy. Cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn chú. Nhưng mà cho chú Khang hỏi một chút là trước khi mà chú Vũ nhắn cho hai con thì hai con đã từng nghe ca khúc này chưa, hay là một ca khúc này là mới hoàn toàn? Dạ, mới hoàn toàn. Chưa nghe đúng không? Chưa nghe mà có thể tập mà hát được như vậy mà truyền đến cảm xúc của mọi người, thì cái việc nhắn tin từ trên trời xuống cho dưới đất nó vô cùng xứng đáng đúng không? Và cái quan trọng nhất á, nhạc Bolero cái câu quan trọng nhất tức là cái câu đầu tiên. Mình mà nghe mà hát chuẩn một cái là tự nhiên khán giả bắt buộc phải vỗ tay thôi. Bây giờ con có thể nào cho chú một cái cơ hội để nghe lại cái câu đầu tiên một lần nữa được không con? Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn. Cảm ơn con. Thank you. Vâng. Thank you.
nào, thưa quý vị, Hồng Nhung và Minh Nhật. Cảm ơn. Nhung, thằng kia có con cá kìa con. Trời ơi, ghê quá. Nó bay qua chú Nghĩa kìa con. Rồi nó qua 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 chú Chu Vũ kìa. Ôi nó bơi với chú Nguyễn Thiên nè. Hay quá, cá bự quá. Trời dễ thương. Trời ơi, mà con có hai bây giờ, tụi con có bao giờ trải nghiệm cuộc sống ở miền biển chưa mà sao diễn y như đúng rồi vậy? Dễ thương vậy. Diễn sâu quá chú. Diễn sâu. Trời ơi, ở nhà toàn là tập hát với tập múa không à. Ra đây là coi như hai cái nhỏ này thì ghê lắm nè. Ở nhà tự đồn tự bàn với nhau cái vụ mà chơi chiêu con cá và chỗ này chỗ kia chứ cô chú đâu vậy gì đâu. Giữ bí mật luôn á, không luôn cho là ghê luôn. Trời ơi. Ai là người nghĩ ra cái này đây? Ai bày trò dễ thương vậy? À đây là Minh Nhật đúng không? À Minh Nhật, tại sao con nghĩ ra được cái chiêu này hay vậy? Kể chú nghe coi. Hay là cả từng đi biển rồi? Dạ tại vì là trong cái lúc đó đó là cái tiếng trống nó rất là dồn dập á, cho nên là con nghĩ là làm như vậy thì nó sẽ vui hơn. Con ơi con, đúng rồi con, làm như vậy là vui đó, nhưng mà lẽ ra con phải làm chi tiết hơn một chút xíu nữa. Lúc mà con phóng qua cô Trang với chú Bạch, á con cá bạc má nè. Con Trang của chú Nghĩa, trời ơi con cá mập nè. Xong con xề cái bên cô Thu Trang mới nghĩ, trời con cá chùa chiến. Nhưng mà tới lúc tự nhiên cái con nói, qua cái chú Nghĩa con bắt được con cá thiệt luôn là hay quá, con chuẩn bị sẵn con cá ăn giấu dưới đó. Đó. Thôi con đừng nghe lời, con làm vậy bị trừ điểm chết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời huấn luyện viên Thu Trang và Dương Triệu Vũ. Chú để ý là cái phần đầu hai con còn có cái sự mà e dè, càng về sau thì các con tự tin hơn và vui hơn, cho nên là khi con hát cái nốt nào nó cũng vô nốt đó hết. Phần đầu nhất là Minh Nhật, cái giọng con rất là mạnh, con phải học cách để mà mình tiết chế nó lại để mà cho nó đúng cái cao độ. Hồi nãy lúc phần đầu có lẽ là tại vì con phấn khích quá cho nên là con hát nó có một vài chỗ nó cái nốt nó không được chuẩn xác cho lắm, nhưng mà sau khi mà con chạy xuống con bắt cá thì chú nghĩ là lúc đó là con không còn suy nghĩ gì tới hát hò gì nữa, cho nên con cứ theo cái bản năng của mình thì ngay lúc đó là những cái lúc mà hai đứa tỏa sáng và tuyệt vời nhất. À, cho nên đó là một cái kinh nghiệm nha, lần sau khi mà con ra, trước khi ra sân khấu á, mình làm sao cho mình quên hết cái căng thẳng đi, cứ thoải mái. Chú Vũ ơi, tại vì đang hát một cái bài hát về biển, ra khơi gió nó thổi bạc cái nốt đi. Có lý hăng bạc cái nốt đi. Tại năng lượng dư quá đó, Vũ nó tràn trề. Nhưng mà nói chung là luôn. Đây là một tiết mục rất là hấp dẫn. Chúc mừng quý vị đúng không ạ? Vâng, cảm ơn huấn luyện viên Dư Triệu Vũ. Có một điều Nguyễn Thanh thắc mắc là huấn luyện viên Dư Triệu Vũ phản ứng rất nhanh, thấy các bé đến bắt cá rồi đứng dậy liền. Sao huấn luyện viên Thu Trang chị ngồi yên vậy? Chả lẽ đối với chị con cá nó không có ảnh hưởng gì? Tại bà chuyên đạp xe đạp không ạ? Không phải, tại vì tôi sợ tôi đứng dậy mọi người nói tôi dạ, giữ cái lưới. Đây là cái lưới. Sợ giữ đó cái chứ tôi sợ tôi đứng thế dậy là mình cái. Thử đi. Mọi người tưởng là thế tôi là bây giờ mình thử áp dụng cái này làm lưới cá nữa. Thôi vậy đó mà. Thưa cô, lưới bắt cá nó phải như thế này. Ít ra nó phải mắc xích rồi nó cũng phải bung lưới thế này. Lưới của cô toàn là sao biển không? Xin lỗi để tôi bảo vệ bà nhà tôi nha. Cái lưới đó chỉ bắt cá mập được thôi. Nó thưa gì làm sao bắt cá nhỏ được. Đúng rồi nè, cái lưới của này em nè. Cá lòng tông còn bắt được mà. Cái lưới đó người ta kêu là cái lưới mà tận diệt đó. Không sót một con nào đó. Không một con cá nhỏ nào có thể lọt qua được cái lưới đó. Xin mời gia đình của huấn luyện viên Đại Nghĩa và Cẩm Ly. Ban đầu khi mà con gái hát, Hồng Nhung hát á, chú Nghĩa nghĩ bụng trời coi sao mà cái tông cao dữ thần vậy, rồi làm sao mà cái ông nhỏ kia ông hát cho tới đây. Ai dè đâu Minh Nhật con có một cái giọng hát quá mạnh, quá khỏe lên, con hát không có thua kém gì bạn ở trơn, mà hai cái giọng nó bắn lên trên nóc cao chót vót luôn, mà nó làm cho cái tinh thần của cái bài hát á nó rất là phù hợp, bởi vì đây là một cái bài về biển, về ra khơi, cần phải có một cái sự hào sảng, một cái sự mà vang động khắp mọi nơi. Tụi con đã bắt một cái tông rất là cao và tụi con đã vượt qua được những cái nốt cao nhất trong bài, rất là sáng cái bài hát này. Và như hai cô chú mình đã nói, cái tinh thần các con làm rất là tốt, vui vẻ, thoải mái, đúng như những người dân miền biển. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, bây giờ xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ. Không, ý cũng vậy, gọi là như trên á. Như trên. Nhưng mà Nhung ơi, con đang bệnh hả? Nãy giờ cô thấy con khó chịu quá hả? Dạ, con mắc ho phải không? Dạ. Khó chịu quá. Dạ. Cho nên là nãy giờ cứ thấy mấy nhỏ ai cũng bị cảm, MC cũng bị cảm luôn. Bệnh nguyên ổ luôn. Ok. Phải mình cũng phải làm cho vẻ mình bệnh cho thấy mấy cháu cảm giác đồng cảm. Tại vì á, nguyên một đội
nguyên một đội các con ở bên cạnh nhau á, chơi với nhau nè, rồi ăn uống cùng nhau, giỡn với nhau, tập luyện với nhau, rồi cô thầy cũng nhào vô, rồi ôm hôn nựng rồi này kia, cho nên virus của đứa này nó nhảy qua virus cho đứa kia. Vậy là nhà bữa đó là nguyên một cái ổ bệnh đó hả? Ok. À, Nhung với Nhật, kính thưa quý vị, hai bạn này là hai chiến binh cừ nhất của đội Đoan Trang Thanh Bạch. Cừ ở chỗ nào? Tinh thần. Giao bất cứ bài nào, từ dân ca cho tới bài buồn, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, tất cả mọi thứ, cô giao bài. Dạ. Minh Nhật là tinh thần của con, cũng như mọi cái trong con người của con, nó vượt qua cái tuổi của con. Cô nhìn thấy được điều đó. Còn Hồng Nhung, Hồng Nhung đang là một cô bé rất là tài năng và được cái sự chú ý của các đạo diễn hiện tại bây giờ. Và em đang tham gia một cái bộ phim ở tại Nha Trang, cho nên là cháu phải phân cái thời gian của mình trong mùa hè này, vừa thi xong, tổng kết, đi quay phim, đi về đây chạy chương trình, rồi hát. Cô mới hỏi là con nhắm con hát bài đó được không? Dạ được cô, dạ được cô. Và không bao giờ có một lời than vang, cứ đầm đầm như vậy mà tập luyện thôi, và đi ra hát như vậy đó. Hát trong lúc tập cũng ho sụ sụ như vậy đó, mà lên hát như vậy. Cái quan trọng cô muốn nói với tụi con là tinh thần, cái tinh thần quyết liệt ha, và tập trung cao độ cho những gì mình làm. Điều đó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Còn giọng hát, cái năng lực của mình, đó sẽ là một cái căn bản không thể thiếu. Và cái tinh thần nó sẽ là cái cộng hưởng để giúp cho tụi con thành công. Và ngày hôm nay với tiết mục này, tụi con ngoài cái sức mong đợi của bản thân cô, chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Thank you.
Wow, xin cảm ơn các bạn, hay quá. Wow, thưa quý vị, ngay từ cái câu đầu tiên thì chúng ta đã thấy chỗ nó ngọt ơi là ngọt, giống như là bỏ đường phèn vào trong giọng hát của em vậy đó Khánh Huế. Đây Khánh Huế và Mỹ Hoa, hai chiến binh của đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Thu Trà. Anh hỏi tí là hai em đã từng hát cái dòng nhạc bolero trữ tình này bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Còn em? Chưa luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Đại Nghĩa, xin mời. Tới tiết mục này bắt đầu cô cảm thấy cái vòng thi của đêm nay thực sự thú vị. Tại vì các con ai cũng chia sẻ rằng chưa bao giờ hát những cái thể loại của cái đêm hôm nay hết, mà các con lại làm rất là tốt. Tuy rằng trong cái mới lạ đó, đối với các con thì nó sẽ khó khăn hơn tí xíu, tại vì mình mới vừa làm quen mà nó sẽ không thể hoàn hảo, không có trọn vẹn được. Khi mà bài hát nào mà cái đoạn đầu mà chỉ có rải những cái guitar hay những cái tiếng ọt nhẹ nhẹ thôi, được không có beat nhạc trong đó, thì cái câu đầu tiên nó vào rất là quan trọng, và nó lấy lòng khán giả hay nó đốn gục tim người ta hay không là cái câu đầu nó rất quan trọng. Thì hôm nay con vào đó rất là ngọt hết, rất là hay. Duy chỉ có một cái này thì không có gì, nhưng mà để ý nha, sao cuối câu sao vậy, cái đoạn ngân cuối đó cô nào bị rớt ra ngoài cái câu ngân cuối cùng hết của cái bài hát này nè, điều hiu đó, có không, con có nhớ không? Có một bạn ngân đang ngân dài, tự nhiên lòi ra một bạn mà kéo bằng không rung đuôi, mà không vuốt nhẹ cái đuôi nó tiếc, con hiểu không? Mình tự nhiên mình đi ngắt á, là có một bạn mà cô không biết bạn nào. Bây giờ con hát lại cái câu cuối, giữ cho đời thôi điều hiu gì đó, trước câu đó một câu. Một câu rất ý nghĩa. Hứa cho đời thôi điều hiu, hứa cho đời thôi. Huế phát hiện ra con, tức là con đã vuốt rồi, rồi cuối cùng con lại đẩy hơi ra, hiu, nó mạnh, tự nhiên mình đang vuốt nó mềm, nó nhọn vậy nè con, nó đang mềm cái tự nhiên con, cái cuối cái tự nhiên con lại đẩy cái hơi mạnh vô thì nó bớt có được mềm cái đó em xíu. Hiểu luôn, tại em cũng bị trang vậy, mỗi lần hát nhạc bolero vậy là thầy nào trò nấy. Tại vì khi mà mình chuyên hát cái nhạc trẻ với lại nhạc mà nó có cái tiết tấu mà nó chắc hơn đó thì rất là dễ hay bị cái này. Mình phải dùng lực, cái đó nó không có gì hết, mà nó đang mình nó làm mượt như thế, mình làm người ta hết hồn ở đoạn cuối hơi tiếc để cái đó thôi, mà không vấn đề gì hết. Còn nói gì khán giả ơi, dành một tràng pháo tay cho chị Tư Tinh Tế. Có cái nickname mới dành chị Tư Tinh Tế. Không, mà Vũ phải công nhận với chị là nó phải mềm luôn. Tự nhiên nó làm mình hơi hết hồn tí xíu thì nó tiếc thôi. Nhưng mà cái này cô nói rồi, hôm nay là một sự trải nghiệm của các con. Các con làm như vậy là quá giỏi rồi. Xin mời huấn luyện viên Đại Nghĩa. Còn với chú Nghĩa thì hai con tuy nói là lớn hơn so với các bạn trong chương trình này, là những cái bạn ở độ tuổi 9, 10 thì các con là 12 hoặc 13 đúng không? Thì các con là sẽ lớn hơn các bạn ấy thôi. Chứ nếu mà nhìn rộng ra hơn một tí thì các con vẫn còn rất là nhỏ, vẫn còn là những cô bé. Đó. Và để hát được một cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương như bài Xóm Đêm này thì nó không có đơn giản một chút nào hết. Chưa tính về mặt kỹ thuật, mà bây giờ chỉ cần tính về cái độ hiểu bài hát của các con như thế nào, để các con có thể diễn tả được cái tinh thần của bài hát thôi thì cũng đã là một cái điều quá khó với độ tuổi của hai con rồi. Thì đó là cái điều mà chú Nghĩa thấy rằng các con đã quá tuyệt vời với cái tiết mục ngày hôm nay nha. Còn về những phần kỹ thuật như cô Cẩm Ly vừa mới chia sẻ, dần dần mình sẽ tiếp tục hoàn thiện. Chúc mừng hai con. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn huấn luyện viên Đại Nghĩa. Và bây giờ xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Chú Bạch ngưỡng mộ cái giọng hát của hai tụi con ngay từ những dòng trước rồi. Nó có một cái sức quyến rũ nào đó mà chúng giải thích được. Và ở đây thì hai huấn luyện viên rất là mạo hiểm khi mà đưa vào cái phần hát tự do đầu câu, mà giao cho cái người hát thiệt là tốt hát trước. Và chú Bạch lo ghê hồn lắm. Huế làm càng hay thì chú lại càng lo là cái câu tiếp theo sẽ vào như thế nào. Bởi vì song ca mà, nó phải song đôi cùng sức với nhau. Thì rõ ràng Mỹ Hoa đã không làm cho mọi người thất vọng.
khi cái phần quá hay của Huế chuyển qua cái phần của con, rõ ràng hai tụi con đã ngẫu nhiên và thành một cặp đôi rất là ăn ý, là điều thứ nhất. Điều tiếp theo nữa ở đây thì để phong phú cho chương trình, hai huấn luyện viên đã quyết định phong cách dance sport để đưa vào trong tiết mục này. Thì ở đây các con đã không bị chi phối bởi các vũ công. Và như lần trước chú Bạch có góp ý, mình thấy điều mình hát và mình sống trong không gian của mình tưởng tượng. Và tụi con đã hé lộ được khả năng diễn xuất của mình để bao nhiêu cái gì xảy ra xung quanh. Vũ công có te, có bật ngửa, có nằm dài, cũng không cái chi phối sự chú ý của tụi con. Tụi con có không gian của mình, thì cái hình ảnh mình tưởng tượng nó phải liên tục. Và đây là một cái bài học rất là cần thiết trong suốt quãng đời còn lại. Nếu tụi con bao giờ còn hát thì tụi con sẽ giữ được tình cảm của khán giả bằng chính cảm xúc của mình. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch. Và bây giờ thì xin mời nữ hoàng khiêu vũ chia sẻ tiếp tục. Thèm lên nhảy rumba ghê luôn vậy đó. Hai đứa con thì cô chỉ nói một điều là giọng của Mỹ Hoa đó, giọng con rất là sáng đẹp, luyện thêm cho nó dày hơn nha con. Còn Khánh Huế, cô đánh giá ở con là ra khỏi cuộc thi, con nếu mà tiếp tục đam mê, cô nghĩ là con vẫn có thể làm được những cái điều gì đó khác hơn, xa hơn, rộng lớn hơn. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ xin mời gia đình của huấn luyện viên Vũ Trang. Cô cảm ơn tụi con vì đem đến một cái tiết mục rất là hay và cảm xúc. Thì tụi con rất là hoàn thành, rất là xuất sắc cái bài Sớm Đêm. Chứ gặp cô Trang sẽ hát bài Sớm Em thôi, chứ không hát bài Sớm Đêm được. Hay. Cảm ơn tụi con. Vâng. Cảm ơn cô ạ. Và xin mời huấn luyện viên Như Trường Vũ. Trước khi hai con hát bài này thì chú đã giải thích cho con về cái nội dung của bài này. Tức là mình sống ở trong một cộng đồng, mình mỗi người sẽ có một cái nỗi niềm khác nhau. Và cái điều cần nhất ở trong một cộng đồng đó chính là cái sự cảm thông. Và cái bài hát này nói lên cái sự cảm thông đó. Và khi hai con hát thì chú cảm giác được hết những cái nỗi niềm ở trong cái xóm nhỏ này. Và nếu như mọi người để ý á, đáng lẽ mặc áo dài như thế này là phải mang giày cao gót đúng không? Nhưng mà tại vì Vũ sợ là hai cháu sẽ hát không có được tốt, cho nên là Vũ cho mang hai đôi dép vào con. Hai đôi cho nên là hồi nãy chú nhìn chú hơi khó chịu chút xíu là tại vì cái áo dài nó hơi dài chút xíu. Tôi nghĩ là dân chịu rủ rất là may mắn. Nếu như hai cô bé này mặc áo dài cao gót thì người ta sẽ nghĩ khác. Đúng, chính xác luôn. Cái này là học sinh đàng hoàng. Cái ý của tụi em là em muốn vẫn giữ được cái sự hồn nhiên ở trong hai cháu. Và cái lý do mà Vũ để cho Huế hát đầu tiên ở trong cái câu chỉ rải bằng guitar không là Vũ hiểu được cái chất ở trong giọng của Huế có thể truyền tải được cái câu đó một cách hiệu quả. Còn về Hoa là rất giỏi về nhịp, tại vì cháu chuyên hát về nhạc R&B mà, cho nên là khi mà có riff vô là cháu hát là chính xác luôn. Hôm nay hai cháu làm cho cô chú rất tự hào. Một bài rất rất khó, rất sâu mà hai con lại diễn tả với cái độ tuổi 12, 13 một cách trọn vẹn như vậy. Cô chú không còn gì để nói nữa. Cảm ơn hai con. Wow. Rất là nhiều lời khen dành cho hai bà. Sương lắm chứ, ngồi mình trong vườn ngọn cà lao.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản mashup hai ca khúc Bà Mẹ Quê và Em Bé Quê. Xin được chúc mừng Hoàng Yến và Lâm Khuê. Mời em vào đây. Dễ thương quá đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Chúng tôi xin mời huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và huấn luyện viên Thu Trang. Chào hai con. Chào chú. Hôm nay được đưa một cái bài mà nó lạ với mấy con vậy, hay con cảm thấy như thế nào khi mà trình diễn? Con cảm thấy sau cái tiết mục? Dạ, tụi con cảm thấy là cũng nói chung là tụi con hát bài này cũng được. Tại vì là cũng không phải là sở trường nên tụi con hát chưa được tốt lắm. Đúng, khi con nói được câu này thì chú sẽ dám nói tiếp về cái phần mà chuyên môn của bài hát này. Thì tức là có những cái cao độ cũng như là những cái cách xử lý á, hai con làm thì nó gần được nhưng mà nó chưa được. Nhưng mà tại vì hôm nay là một cái ngày mà mình chỉ vui chơi với nhau thôi, và hôm nay là hai con diễn thì cái tinh thần có, sự vui tươi hồn nhiên có, và được thêm cái sự hỗ trợ của các bạn ở trong ABC Kids nữa, cho nên làm cho chú cảm thấy rất là nhẹ nhàng thoải mái khi mà xem, tưởng tượng mình giống như đang ở quê vậy đó, ra ngoài đồng lúa để mà xem. Thì chúc mừng hai con đã làm tốt cái trách nhiệm của mình, và chú hy vọng là trong cái lần sau hai con sẽ làm tốt hơn nữa nha. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Cô Trang thì cô Trang thấy là cái tiết mục này giống như là một cái bức tranh vậy đó, vẽ lên được một cái bức tranh mà mình tưởng tượng ra được là mình đang giống như chú con Vũ trâu nói bên đó này. Đúng rồi, nên có con trâu, rồi có cánh đồng, rồi có người, có mấy bạn nít ra thả diều, đồ chơi, những trò chơi mà ở dưới quê đó. Nói chung là tụi con đã hoàn thành rất là tốt cái vai trò của mình để mà vẽ lên một cái bức tranh rất là đẹp ở trên sân khấu của tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí. Cô Trang cảm ơn con. Cảm ơn cô. Xin mời nghệ sĩ Cẩm Liên. Cô cũng thấy có một chút hoang mang thôi, nhưng mà tại vì không phải sở trường của mình cho nên nó hơi rụt rè giống như đội của cô thôi, không có gì hết. Nhưng mà hôm nay mình được vui chơi mà, phải không? Mình được thoải mái, mình có thể thể nghiệm mình ở một cái thể loại khác. Càng về sau đó tụi con nhập vào bài hát rồi thì bắt đầu tụi con đỡ lên, thấy cảm thấy thoải mái hơn, diễn tốt. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời anh huấn luyện viên Đại Nghĩa, hình như anh gì vậy? Có điều gì đó anh vẫn còn cái dư âm. Anh ơi, chỉ có con trâu thôi chứ không có lân sư rồng anh. Anh thì đang thèm phải chi có thêm một cái ụ rơm nữa. Mà bứt rơm nữa hả? Ta lại có một cái trận chiến rơm với nhau. Thôi đi. Giống như cái bài về ăn cơm mà hai con làm cho ban huấn luyện viên các cô chú đây náo động gì các con bởi cái ụ rơm. Bữa nay đó là cô chú về bị viết kiểm điểm là tại phá sân khấu. Rồi, bữa nay nè, chú nhìn cái bài hát thấy là Bà Mẹ Quê rồi Em Bé Quê ha, chú nghĩ bụng rồi ha. Có rơm nữa nha, có rơm nữa nha. Đó, thế nào lên giật rơm chọi nhau nữa này, vui chơi nữa nè. Nhưng mà tiếc quá không có. Có con trâu được rồi chú Nghĩa. Thôi con trâu gì đâu, đâu con trâu đâu. Còn với cái bài hát của hai con á, thì thật ra với chú Nghĩa thấy hai con đã làm quá dễ thương rồi còn gì nữa. Với một cái độ khó của hai bài khi mashup lại với nhau, vừa phải hát bè rồi chia câu rồi hát đuổi, người này hát câu này của bài này, người kia hát câu kia của bài kia, mà hai con hát không có bị chồng lời với nhau, không có bị bạn mình cuốn theo á. Ví dụ gặp chú nha, chú đang hát cái câu của chú mà nghe cô Cẩm Ly mà hát cái câu khác là chú hát liệu hát theo liền đó. Đó. Còn bởi vì chú con đâu làm ca sĩ được thì bởi vậy mới nói cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của gia đình Bạch Gia Trang, xin mời. Đây là một cái bản mashup khó, đúng, có. Và nó rất là hay. Nó bắt buộc mình phải tập trung cao độ khi mà mình tập. Cái bản này á, là nó có thể có những cái bản nhanh, bản version nhanh. Nhưng mà cái bản này là mashup hai cái bài hát Mẹ Quê, Bà Mẹ Quê với lại Em Bé Quê với nhau. Với cái giai điệu nó cứ nhẹ nhàng chồng qua xen lại như thế đó. Để nó tạo thành một cái màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đó cũng là một cái điều cô muốn gửi gắm cho tụi con phải học theo cái phiên bản này. Và ngày hôm nay tụi con đã cố gắng hết sức mình mặc dù còn rụt rè chút xíu. Và cô cũng muốn nhắc là trên cái con đường mình đi, cái sự nỗ lực, cái quyết liệt của mình muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy cái bản thân của mình là điều vô cùng quan trọng. Giống như cô Cẩm Ly cũng như tất cả các cô chú ở đây cũng vừa nhận xét tụi con, mình học được điều mới là cái thứ nhất, mình phải cảm thấy cái điều đó là một cái điều thích thú cho bản thân mình. Cái thứ hai là khi nhận được bất cứ một đề bài nào của cô chú đưa ra, mình phải yêu thương nó và mình phải tập luyện nó ha, để mình chiến thắng chính bản thân mình, để mình vượt qua những thử thách đó.
Cái đó là cái cô muốn gửi gắm các con luôn luôn nhớ, phải chiến thắng bản thân mình trước, chứ không phải nói là ô bài toán này khó quá rồi tôi ngồi đó tôi gẫm bút à, rồi làm sao tôi vượt qua được bản thân mình. Cho nên các con phải cố gắng và cố gắng hơn thật nhiều nữa cho cô. Và với tất cả những gì chúng ta đã trải qua thì ngày hôm nay cô chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Bây giờ chú Bạch cũng xin cảm ơn gia đình của các con đã kéo nguyên cái hộ khẩu vô để người lo chuyện này, người lo chuyện kia, và các con mới có đủ sức mà đứng trên sân khấu hát như bữa nay được như thế này. Xin được cảm ơn công ty Sen Vàng cũng như là tất cả các phụ huynh đã đồng lòng cùng chúng tôi với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Tập 11 vòng chinh phục chủ đề dân ca và bolero. Và xin được cảm ơn những phần trình diễn xuất sắc của các cặp thí sinh. Mong rằng các khán giả của chương trình đã có thể hài lòng về những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời này. Hãy cùng chờ đón những tuyệt phẩm hòa thanh sắp tới trong tập tiếp theo của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Tập 12, chủ đề dân ca và bolero là một điểm nhấn đặc biệt của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của dòng nhạc dân ca bolero ru hồn khán giả đến với những cung bậc cảm xúc. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Hai đứa hát quá tuyệt vời. Tiếng hát của con đã chạm được vào trái tim của tất cả mọi người. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Cô Thu Trang, cô hát xong em có cảm giác như hát rock vậy đó. Chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp của công ty Sen Vàng thực hiện. Sau đây sẽ là tiết mục mở màn vô cùng đặc biệt của quán quân Tứ Tài Siêu Nhí 2016, Quách Phú Thanh với bài hát Công Gia Nghĩa Nặng. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Nhưng
cha là ngọn núi cao che bão buồn sương gió đời con. Cha người thầy dẫn con dạy cho con tấm lòng nhân ái. Cha là một tấm gương trong sáng dù năm tháng hiện thành công bài hát Công Cha Nghĩa Nặng và truyền cảm hứng cho các bạn thí sinh của chương trình. Hy vọng các bạn nhỏ sẽ có những phần trình diễn thành công chạm đến trái tim của khán giả. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với liên khúc Hương Về Miền Trung Áo Mới Cà Mau do Cát Viên và Ngọc Nhi trình bày. Về miền Trung thăm người
xa nhà vườn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vững trăng soi dòng mưa, còn thông reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương cà mau mặc thêm áo. Thưa quý vị, đó chính là Cát Biên và Ngọc Nhi. Xin cảm ơn rất nhiều. Sao anh Bạch? Bây giờ các huấn luyện viên ơi, ai về đội của Cát Biên thì ở bên đây đội của Cà Mau hả? Cà Mau, Cà Mau. Đây. Đây là Huệ, đây Huệ. Đây, yeah. Đây Cà Mau nha. Đoàn ca múa nhạc cổ đô Huệ xin trân trọng kính chào quý vị. Dạ, em chào Cà Mau, em chào Cà Mau nha. Cà Mau. Đây là vũ đoàn mới thành lập, múa theo các vũ công. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Cà Mau đi nhảy. Đây là nhóm Cà Mau. Để nói với nhau mấy lời, xuôi mái chèo sông ông đông, đêm chẳng kịp tới chợ Cà Mau. Xuống nghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Huế, chuẩn bị 2, 3, đã bao lâu rồi, chuẩn bị lắp bắt tông cho con đi. 2, 3. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thủy Dương, nước chảy còn chúng tôi vẫn còn thương sao là tôi. Bây giờ nhóm Huế chào theo kiểu Huế, đưa nón lá lên vẫy tay như hoa hậu đăng quang. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn nhóm Huế rất nhiều. Thưa quý vị, kết quả bình chọn chúng tôi đã tìm được hoa hậu xứ Huế, đó là bé Đoan Trang, chúc mừng con. Em chưa bao giờ thấy nón lá mà nguy hiểm như vậy á, chị Ly cứ chặt. Thiệt luôn á, chị cứ quơ vậy nè, nó cứ Qua một cái cuộc biểu diễn vừa rồi thì thật sự là em rất hoang mang, không biết là chúng ta đang ở Huế, Đà Nẵng, Bình Dương hay Cà Mau. Bởi vì nó đi qua phía bên đây thì chúng ta thấy là bên đây rất là sôi động, qua phía bên đây thì rất là Huế. Nhưng mà có thể thấy là lần đầu tiên nữ ca sĩ Cẩm Ly đã múa nhiều đến như vậy trong một tiết mục. Từ điệu cha 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 đồng quê cho đến điệu nhảy bolero cầm nón lá Huế rất trữ tình. Một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Cẩm Ly. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên là xin mời gia đình rất Huế, giới tạo dài tím rất Huế, nhưng mà cuối cùng nhảy qua Cà Mau. Và bây giờ xin mời anh Thành Bạch chia sẻ. Để Hoa hậu Huệ. Hoa hậu xứ Huệ. Dạ, xin mời Hoa hậu xứ Huệ chia sẻ. Còn đổi lời chia sẻ. Em xin cảm ơn ba con cô bác bình chọn cho em. Cái bài này rất là dễ thương con ơi. Công nhận là cô Cẩm Ly với lại chú Đại Nghĩa rất là thông minh, khi mà đang xen hai ca khúc, một bài hát rất là đặc trưng của miền Tây, Áo Mới Cà Mau, và một cái bài hát rất là đậm chất Huế của con. Cho nên là cô thấy là hai đứa con giữ được cái tinh thần của mình. Mình được phân cái vai gì là lo học rồi xong rồi lo kết hợp với bạn, cho nên tạo thành một cái bản song ca
Mặc dù nó hai màu sắc hoàn toàn khác biệt, nhưng mà nó hòa quyện, rất là hòa quyện. Cho nên cô cảm thấy là ở tụi con cũng có sự rất là thông minh, thì tụi con mới có thể làm được như vậy. Cô chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Mặt khác về mặt hình ảnh thì hai cô chú cũng rất là chăm chút. Vũ đoàn mặc đồ rất là đẹp. Tất cả những tà áo dài của các vũ công đều có viền, kim tuyến, rất là nổi bật cái đường ở giữa nữa. Thì hầu như có thể nói là trang phục của vũ công đẹp hơn trang phục của ca sĩ chính. Nhưng chính cái điều này nó làm nổi bật lên. Bởi sao? Bởi vì cái sự kim tuyến của ca sĩ chúng ta không hề thua. Nó không nằm trên áo, trên quần, trên tay. Nó chuyển lên cái nơ trên đầu. Và giày nữa lấp lánh. Dạ, em xin lỗi là còn cái đôi giày nữa anh ơi. Rồi xong cái đó gọi không phải là cái đôi giày mà là đôi hài rất là kim tuyến. Và cái điều quan trọng là không phải là hình thức, nhưng tụi con ở đây đã kết hợp lúc chú Bạch cực kỳ thích là khi các viên quay trở lại nguyên một cái phong chuyển màu, sân khấu chuyển màu thành một màu tím. Mình đang say mê với Cà Mau áo mới thì không khí Huế nó lập tức nó tạo thêm một cái lễ hội của cung đình Huế, nó gần như vậy và tạo cho một cái cảm giác cảm xúc về âm nhạc đi đôi với ánh sáng á. Và điều đó nó làm cho cái cảm xúc bắt đầu người ta quên hết mọi thứ. Và cái giọng hát của hai con thì đã được đưa vào hai bài hát mà mọi người có thể thưởng thức riêng chất giọng của từng bé được rất là tốt. Chúc mừng hai con. Dạ, xin được cảm ơn huấn luyện viên Thanh Bạch. Và xin mời huấn luyện viên Thu Trang. Những cái lời khen của cô chú hồi nãy là cũng giống như ý của cô Trang rồi. Nói chung đây là một cái tiết mục mà cô Trang rất là thích. Tại vì hai cái bản này là hai cái bản mà cô Trang cũng thích và cô Trang cũng có thuộc. Cho nên là cô Trang cảm ơn hai con đã cô đem cô Trang hát tặng cho xin mọi người. Xin mời cô Trang có thể ca một câu trong bài áo mới Cà Mau cho khán giả biết. Thưa quý vị, anh guitar cho dạ, đây là nữ ca sĩ đã đạt được ngôi vị quán quân, tài tử tranh tài. Dạ, thưa quý vị, hát thương về miền Trung đi, hát áo mới Cà Mau thường quá. Mình ở Cà Mau mình hát thường quá. Em đâu có ở Cà Mau đâu chị. Nãy nói đó, nãy mình nập qua phe em về phe Cà Mau. Dạ, xin mời Hoa Hậu Hai gửi một ca khúc cho quý vị khán giả với áo mới Cà Mau. Cà Mau xa lắm, ô cuối cùng ban đồ hay chứ bộ nào. Hay quá, hay quá, trời hay quá. Thêm một câu nữa. Nhắc lời, nhắc lời. Vũ, em làm lỗi quá đi, Vũ. Xin lỗi, ba nhà em hát mà phải vậy đó. Xin lỗi chị có thể thêm một câu nữa, thể thêm 8 ngàn. Anh thấy chưa, thưa chứ chị. Em nói từ nào em hát dở làm giả bộ mà mọi không tin em. Thì bây giờ nghe Trang, em giả bộ em hát thêm một câu nữa đi Trang. Em không thuộc. Dạ thưa quý vị, bây giờ nếu em không thuộc, con gái anh nhắc cho em. Thưa quý vị, một tràng pháo tay tiếp theo. Rồi chơi dạ, luôn cái bài hai con múa đi. Sau khi chúng tôi phát sóng thì 9.000 khán giả đã lập tức gọi điện thoại về cuộc điện thoại của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, yêu cầu chị hát thêm câu nữa của áo mới Cà Mau. Cô là trưởng phép nhắc con Trang. Nhắc cô Trang nha. Rồi thôi ca lại cái câu đây nè. Đây bây giờ con cái áo mới Cà Mau Song Ca với cô Trang câu nha. Rồi vô ca lại câu đầu luôn ha con. Bỏ quá cho qua. Như vậy đâu là biết em hát hay rồi mà quý vị ơi. Dạ cho em chàng hổ tay đi, em cố gắng hết sức. Tuyệt vời. Thưa quý vị, đây là một giọng hát có thể nói là bất chấp. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Vũ, anh thấy chưa? Em quá giỏi luôn. Trời đất ơi. Em quá hay luôn.
Trời ơi, hai cái con người này giờ tự thần tượng nhau đó trời. Thưa quý vị, dân ca nó hiền lành lắm mà tại sao cô Thu Trang cô hát xong em có cảm giác như hát rock vậy đó. Trời ơi, anh nghe hát dân ca mà cảm giác như bị xé thịt đó. Thường thường là dân ca nó len lỏi vào tim thật ngọt ngào đúng không? Ai mà có thể hát bài hát đó được như vậy em hiểu không? Mấy anh chị nghệ sĩ ở đây người ta đang kỳ thị cái giọng hát của em. Dạ, nhưng mà lần này em không thể ủng hộ anh Nghĩa được. Em không ngờ chị Trang lại có một giọng hát hay đến như vậy, có thể vỗ tay cho chị Thu Trang. Yeah. Chị có mọi một điều kỳ quá em. Chị có một điều là em thấy tiếc là chị không có thuộc lời thôi, mời chị Trang, ngồi xuống. Trang. Yeah. Hay thiệt luôn á, hát rất hay luôn á. Ai kia kỳ thị chứ tôi nãy giờ tôi khen mà. Dạ, em cảm ơn chị Bông. Dạ. Dạ, quá hay. Dạ, lâu lắm rồi mới nghe một cái âm thanh mà nó tuyệt vời như vậy. Trời ơi, đó thấy chưa. Còn anh thì lâu lắm, còn anh Vũ ơi, còn anh thì lâu lắm mới nghe một cái loại âm nhạc như Thu Trang vừa mới phát ra đó. Và còn lâu lắm anh thấy mấy cái áo mới Cà Mau mà nó đẹp như vậy. Dạ rồi, bây giờ hai con ở đây hát quá hay. Chúng ta quay trở lại chủ đề chính. Bây giờ xin mời huấn luyện viên Như Triệu Vũ chia sẻ. Cái điểm mà Vũ thích nhất ở trong cái tiết mục này chính là cái đoạn mà vừa có áo dài, lại vừa có áo bà ba, mà lại múa xoay vòng như thế này, mà cái tông màu nó lại giống nhau. Theo Vũ nghĩ đó là một cái lựa chọn rất là tinh tế. Nó cho mình thấy được là cho dù mình ở vùng miền nào, mình cũng vẫn là Việt Nam, mình cũng vẫn có một cái chung, một cái nhịp. Và cái ý đồ của cái bài hát này được mashup chung với nhau chính là như thế. Và hai cháu đã làm rất tốt. Và mỗi cháu đúng là có một cái cá tính đó luôn. Nhìn bé Nhi là biết là đúng là cái rất là thoải mái, xả láng, đúng kiểu miền Tây rồi nhé. Còn con là cái kiểu mà nhẹ nhàng, cung đình Huế, đúng không các viên? Thì chính xác luôn. Đã bao lâu rồi. Thôi đi bà. Ủa cho ca hả? Con hát rồi. Ủa vậy hả? Phát hành rồi. Ủa bây giờ là cái máu hát nó nổi em lên rồi. Em đang hát hay á. Hay lắm luôn. Bữa nay tự nhiên mắc hát quá nè. Mắc hát rồi, hát đi, hát tiếp đi. Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với gia đình của huấn luyện viên Đại Nghĩa và Cẩm Ly ạ. À, xin mời. Vũ biết không, nãy Vũ thấy hai cái màu là hai đứa là nó rõ ràng khác nhau phải không? Ừ. Nhưng phải bắt buộc là không phải là con là hát là Bình Dương, là con hát Cà Mau không đâu. Và cái sự bắt buộc này nó rất là khó khăn đối với một người. Biết không, biết ai không? Bé Nhi. Đây, đúng rồi. Khó lắm, có hai câu thôi mà rất là khó. Tại vì quen rồi hát là coi như là giọng là nó bung ra như thế này nè. Bây giờ lại gò và hát một cách mềm mại như thế. Lúc đầu là tập là khổ ải, biết sao không? Hát câu này mới là nghe xong bật ngửa luôn nè. Câu gì con? Mỗi khi sương chiều, gió nhòa phồn hoa nơi phố phường. Con đâu có hát vậy đâu. Lúc con hát cái câu đầu tiên là mỗi khi sương chiều, xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Trời ơi, quảng hồn luôn á. Không thể nào hát được, thì không phải nén cái giọng để mà hát mềm như thế được. Mà ráng tập, ráng tập lắm rồi hai đứa coi như là phải hát qua lại như vậy thì mới chấp nhận được cái bài hát như thế này. Và hôm nay thì thôi cô cũng đâu nói gì nhiều đâu, các cô chú đây cũng đã nói hết rồi. Hay quá, đúng không ạ? Tuyệt vời, không còn dùng từ nào để diễn tả. Nhưng mà có một điều chú Khang muốn hỏi là một bạn thì ở Bình Dương, một bạn thì ở Đà Nẵng. Thế hai bạn tập thế nào, nhau như thế nào để mà có thể ăn ý? Nhà tụi con đã phải tới nhà của nhau để luyện tập cho nó ăn ý với ăn nhau. Ăn ý tức là con sẽ vào Bình Dương con tập, rồi xong bạn bay ra Đà Nẵng tập. À, sao con? Dạ, con qua chỗ của bạn Viên con tập. À, như vậy hả? Vâng, như vậy là hai chị em cũng gắn bó khăng khít với nhau sau cái phần tập luyện này đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của huấn luyện viên Đại Nghĩa. Huấn luyện viên Đại Nghĩa là một người chỉ dẫn cho các em về cái cách biểu diễn trên sân khấu. Và ngày hôm nay thì các bé diễn rất là tự tin. Một bạn thì rất ra chất của Nam Bộ, một bạn thì rất ra chất của miền Trung. Xin mời anh. Ngày hôm nay với cái phần hát thì cô Cẩm Ly đã hướng dẫn cho các con rất tận tình mashup với nhau, hát câu nào chia bè phố ra làm sao, các con đã làm rất tốt. Còn về cái phần trình diễn thì các con cũng đã làm tốt cái tinh thần mà chú mong muốn trong cái tiết mục này. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với đêm thi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng tôi xin nhắc lại với chủ đề là Bolero và trữ tình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cặp đôi mà trong lần trước thì các bạn đã mang đến cho chúng ta một bản mà quý vị đã rất quen thuộc, đó là Lạc Trôi. Lần này thì cả hai chiến binh này sẽ thể hiện thêm một cái sở trường của mình nữa. Để cho quý vị bất ngờ thì Nguyễn Khang xin phép được giấu kín. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi phần thể hiện trên sân khấu, phần biểu diễn của hai chiến binh đến từ đội huấn luyện viên gia đình Bạch Gia Trang. Xin được giới thiệu Huyền Trang và Ngọc Thành. Ôi,
bài đắm luôn cái lời. Thấy tiếng hát cười là gió sẽ đem mời người ơi làm đi. Trong từ đám lúa lúa về, thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đàn ta hòa vang. Oh Mary, có gì? Oh Mary, khúc ca chia miệt. Oh Mary, đời sống bao duyên tình. Trời về chưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ, đàn hòa vang tựa sóng xô đến bờ. Tuyệt vời. À, cảm ơn nhóm múa, cảm ơn nhóm bè. Trời đất ơi, con đây nó Hà Thanh. Sao hôm nay con đẹp trai quá vậy? Thưa quý vị, còn nhớ cặp đôi của chúng ta không chỉ là có chất giọng cao vút mà Nguyễn Khang còn nhớ là kỳ trước con lạc trôi đúng không? Dạ đúng rồi. Trưởng môn phái Nga Mi đúng không? Mà bây giờ ra quay vòng coi như chú rể vậy đó. Đó, dễ thương chưa? Và hôm nay thì bạn Huyền Trang cũng đã phát huy một chút cái khả năng của mình, đó là khả năng khiêu vũ thể thao dance sport với cái điệu nhảy.